Chương 722 Phản kích phần 1. Năm đó Băng Lam Hải Yêu nhất tộc quả thật là cường thịnh vô cùng, nhưng mà hiện tại sớm trời mỏng tây sơn. Tư Không Kính mình bất quá là linh vọng nhị cảnh. Lấy lực lượng một mình ngươi, Đạo Đài Lăng muốn đối kháng nhiều linh vọng cảnh cao thủ như vậy sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Đột nhiên nhìn qua hết thảy là bọn hắn trợn mắt há mồm. Đạo Đài Lăng không nhanh bị thua, tự mình chiến bốn linh vọng cảnh cường giả hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Phải biết rằng Đạo Đài Lăng đối chiến với bốn vị linh vọng cảnh cường giả không phải là mấy người tấn nhập linh vọng cảnh, mà là cường giả linh vọng cảnh ở mấy trăm năm, trong đó có hai cái thiên vương cấp. Cự Diễm Thiên Vương ít nhất là đạt tới linh vọng cảnh ngũ trọng, mà đổi thành một cái vị Thối Vũ Hải Yêu nhất tộc Bắc Diêm Thiên Vương lại là linh vọng cảnh lục trọng. Chỉ hai vị này ở trong Hải Yêu các tộc cũng là thanh danh hiển hách. Ở trước lúc cùng hồn thú triều bộc phát, trong Hải Yêu các tộc mạnh nhất bất quá là linh vọng cảnh thất trọng mà thôi. Hơn nữa còn là một cái vị lão nhân già không ra thế, còn lại là mạnh nhất bất quá là linh vọng cảnh lục trọng. Hôm nay Đạm Đài Lăng có thể dùng thực lực địch hai vị thiên vương, còn dư lực đối phó hai linh vọng cảnh cường giả khác, hoàn toàn phá vỡ Hải Yêu nhận chi. Bọn họ phảng phất cảm giác bởi lần đại chiến mười mấy năm trước đó mà sa sút, Băng Lam Hải Yêu nhất tộc lập tức quật khởi vì Đạm Đài Lăng. Cái này đã từng là mồ côi, ở trong 10 năm ngắn ngủi tựa như sao chổi nhanh chóng quật khởi. Lúc trước bọn họ rất nhiều Hải Yêu bộ tộc sớm đem Băng Lam Hải Yêu nhất tộc đã ra tầm nhìn, nhưng hôm nay bọn họ phải một lần nữa lấy một cái phen thị giác đối kháng đối đãi Băng Lam Hải Yêu nhất tộc. Cự Diễm Thiên Vương càng đánh càng kinh. Lúc trước thời điểm hắn ở viễn cổ bãi tha ma vẫn cảm thấy trên người Đạo Đài Lăng có hơi thở cường giả để hắn sinh lòng kiêng kỵ, nhưng mà đồng thời lòng có chút không tin Đạo Đài Lăng có thể trưởng thành nhanh như vậy, cho nên sinh ra một cái tia muốn thử trong lòng. Hắn cảm thấy dù Đạo Đài Lăng thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể cùng hắn trình độ. Lấy thực lực của hắn cộng thêm linh vọng cảnh lục trọng Bắc Thiêm Diêm Vương, giết Đạo Đài Lăng có lẽ là dễ như trở bàn tay. Song kết quả hiển nhiên vừa xa dự tính. Đạo Đài Lăng cầm Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, trên người xa lang màu trắng bay múa, tựa như lữ chiến thần vô địch, có một loại uy nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm. Một linh vọng cảnh ngũ trọng, một linh vọng cảnh lục trọng, hai linh vọng cảnh tam trọng lại không cách nào đánh bại nàng. Đây là tuyệt đối mà chuyện tình Hải Yêu các tộc gần mấy trăm năm qua chưa từng có. Nếu tiếp tục để Đạo Đài Lăng trưởng thành, đối với thị huyết Hải Yêu bộ tộc tới nói là uy hiếp cự đại. Cự Diễm Thiên Vương cắn răng lẩy sinh ác độc, không ngừng tiết triển sát chiêu chí mạng. Trong chiến đoàn, Bắc Diêm Thiên Vương cũng khiếp sợ, lấy uy lực khổng lồ của song chùy trong tay hắn lại không cách nào đột phá Hải Thần Tam Xoa Kích, thất thải thần quang trong tay Đạm Đài Lăng làm hắn khó có thể tiếp nhận. Bắc Diêm Thiên Vương ở trong Thối Vũ Hải Yêu bộ tộc thực lực xếp hạng 2, là tiền nhậm tộc trưởng của Thối Vũ Hải Yêu. Dù thời điểm đối mặt với đệ nhất cao thủ Linh Diêm Thiên Vương trong tộc, hắn chưa từng cảm thấy áp lực lớn như vậy. Đạm Đài Lăng này tuổi còn quá trẻ. Nhớ tới ngày đó, ngay cả phụ thân Đạm Đài Lăng trước mặt hắn bất quá là một cái mao đầu tiểu tử. Thế Đạm Đài Lăng một người kịch chiến bốn linh vọng cảnh cường giả, trong đó hai cái vẫn là thiên vương cấp. Tư Không Kính Minh phát hiện mình và hai cái thái thượng trưởng lão khác xa xa đánh giá thấp thực lực Đạm Đài Lăng. Bệ hạ không hổ là tuyệt thế thiên tài mấy ngàn năm khó gặp của Băng Lam Hải Yêu nhất tộc. Ánh mắt hắn tựa như ngấn lệ lóe lên. Tổ tiên che chở giúp Băng Lam Hải Yêu nhất tộc ta lần nữa quật khởi. Hỗn chiến vừa bắt đầu, sáu cái vô thì cảnh cường giả của Thối Vũ Hải Yêu cùng với thị huyết Hải Yêu tộc hướng Diệp Thần đánh bọc. Diệp Thần là một cái nhân loại lại dám xâm phạm biển sâu như vậy, còn đi theo phía sau Đạm Đài Lăng, ở chúng xem ra không nghi ngờ là đối tượng kỳ dễ. Sáu vô thì cảnh Hải Yêu cường giả đem Diệp Thần vây quanh. Ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng mang theo một tia đùa cợt. Ánh mắt Diệp Thần quét qua sáu cái vô thì cảnh cường giả, có một vô thì cảnh thập trọng, hai cái cửu trọng, ba cái lục trọng. Bên ngoài viễn cổ bãi tà ma, bọn họ tuyệt đối là cao thủ phi thường lợi hại. Ở chỗ này bởi vì nhận lấy áp chế, bọn họ chỉ có thể phát huy uy lực tương đương yêu vương sơ kỳ trung kỳ mà thôi. Kể từ khi mới tấn nhập vô thì cảnh lục trọng, Diệp Thần cảm giác bản thân có chút ít thoát khỏi thì hài hải yêu uy áp xung quanh. Áp chế so sánh với những vô thì cảnh cường giả này muốn nhỏ hơn.
nhưng tối đa chỉ có thể phát huy thực lực là vô thiên cảnh nhất trọng, bất quá thế đã đủ. Tiểu tử, đem mình ngư kết tinh giao ra, chúng ta cho ngươi chết một cách có thể diện. Sáu cái hải yêu cường giả nhìn Diệp Thần cười lạnh, khớp xương cả người banh banh rung động. Bọn họ từng cái ít nhất là tráng hắn hơn hai thước, so sánh với nhau mà nói, Diệp Thần quả thực là gầy nhỏ tới thương cảm. Các ngươi không nên tới đây. Diệp Thần lùi sau mấy bước làm bộ sợ hãi, nhưng trong mắt không một chút hoảng hốt, híp mắt đánh giá sáu cái vô thiên cảnh yêu cường giả. Hừ, không phải mới vừa rồi còn nói cứng sao? Hiện tại biết sợ chưa? Đạo đại năng tự thần có bảo toàn, không ai có thể cứu người rồi. Những hải yêu cường giả kia cười lạnh liên tục, dần dần tiến tới gần Diệp Thần. Ta có thể dùng đổi mạng hay không? Đồ trong tay ta rất nhiều. Người nhìn đây này, thành thần giới chỉ tuyệt đối là thứ tốt, giá trị liên thành. Còn có tinh thần thạch, còn có hồn ngọc, có chút ít đồ rất quý, có thể đổi mạng không? Diệp Thần ngẩng đầu làm bộ dáng đáng thương nhìn sáu vô thủy cảnh hải yêu cường giả. Tiểu vô gục trên đầu Diệp Thần cũng nháy ánh mắt, vẻ mặt vô hại. Sáu cái vô thủy cảnh cường giả kia nhìn ta nhìn ngươi, tiểu tử này ngốc sao? Biết rõ sáu người bọn họ ở chỗ này, mắt nhìn chằm chằm có dám đem đổ ra. Hắn cho là ít đồ có thể lấy tính mạng hắn đổi. Giết người, tất cả vật phẩm còn không phải là lấy được sao? Chương 723, phản kích phần 2. Tiểu tử, chịu chết đi. Vô thủy cảnh thập trọng cường giả của Thối Vũ Hải yêu bộ tộc kia không muốn cùng Diệp Thần nói nhảm, trực tiếp bổ nhào, trường kịch nhô lên cao đánh rớt. Năm tên hải yêu cường giả khác cũng hướng Diệp Thần xông tới. Bọn họ nhận định Diệp Thần hẳn chết không nghi ngờ, xông lên là vì tước đoạt bảo vật trước người khác. Sáu tên hải yêu cường giả đánh tới, Diệp Thần đứng một chỗ nhất phái chấn định. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần bị sợ ngây người. Một cái thị huyết hải yêu nhất tộc cường giả lộ vẻ dữ tợn, giễu cợt cười to. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đang ở thời điểm sáu cái hải yêu cường giả bổ nhào tới, trên người Diệp Thần đột nhiên bao trùm cái tầng chiến giáp màu tím, toàn thân hào quang bao vây chiến giáp màu tím. Diệp Thần ngẩng đầu cười rực rỡ nói: đã quên nói cho các ngươi biết, trên người ta còn có một cái bảo bối, một bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp sáu trang. Thình thịch, từng đạo trưởng kình rơi trên người Diệp Thần. Trên cửu phẩm thứ ma chiến giáp sáu trang, đạo đạo cấm chế ánh sáng khuếch tán, công kích bọn hắn đều bị ngăn cản. Nếu là bình thời, cửu phẩm thứ ma chiến giáp không cách nào ngăn cản vô thi cảnh thập trọng cường giả công kích, nhưng mà tiến vào vỗ đến viễn cảnh bãi tha ma, những hải yêu cường giả này thực lực nhận áp chế thật lớn. Cửu phẩm thứ ma chiến giáp sáu trang trong lúc nhất thời trở nên vô cùng cường đại. Cửu phẩm thứ ma chiến giáp lóe tử quang, sáu hải yêu cường giả công kích không cách nào thương tổn Diệp Thần. Diệp Thần không hề kiêng kỵ xuất thủ. Đang sau cái hải yêu bộ nhào rơi, Diệp Thần tay phải vừa động tế ra chấn thiên đỉnh. Thần đỉnh khổng lồ oanh một tiếng, hướng một cái thị huyết hải yêu cường giả đánh. Khoảng cách quá gần, chấn thiên đỉnh lại tới mạnh. Thị huyết hải yêu cường giả căn bản không kịp phản ứng. Oanh! Chấn thiên đỉnh đụng vào trên người cường giả, trực tiếp chấn hắn chảy máu tươi như điên bay ra ngoài. Lấy miệng đỉnh chấn thiên, tạo thành cái vòng nước xoáy kịch liệt, sư một cái hút vào. Trong đỉnh nhất thời truyền tới tiếng cường giả thê lương gào thét làm người ta sởn gai ốc. Còn lại làm tên hải yêu cường giả nhìn nhau hoảng sợ. Đỉnh này rốt cuộc bảo vật gì lại có uy lực cường đại như thế? Vốn bỏ họ cho là Diệp Thần cùng vô thi cảnh ở sáu người vây công, bất quá là bùn nhão thì thời có thể đắn đo. Nghĩ không tới Diệp Thần đột nhiên lộ ra răng nanh sắc bén, thoáng cái thu nhiếp một cái vô thi cảnh cừu trọng bọn hắn. Cửu phẩm tự an chiến giáp sáu trang là bảo bối khó lường, mà chấn thiên địch tự hồ càng kinh người, ít nhất là một cái chí bảo. Năm tên hải yêu cường giả thấy thế tình hình không ổn, đang muốn lùi về sau, chỉ thấy Diệp Thần giận quát một tiếng, một cỗ thần hồn nhập thể khóa cứng bọn hắn. Những hải yêu cường giả này phát hiện ra thân thể mình trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích, lộ ra thần sắc khó tin. Coi như hồn niệm linh vọng càng cường giả ở viễn cổ bãi tha ma cũng chịu áp chế, tại sao nhân loại có thể thả một cái phần hồn niệm? Bọn họ khó khăn dễ sửa rốt cuộc phát hiện Diệp Thần ít nhất có thể phát huy ra thực lực là vô thì cảnh nhất trọng, mà bọn họ tự thân có thể phát huy bất quá tương đương yêu vương cấp. Trước mặt vô thủy cảnh thực lực yêu vương cấp căn bản không có lực hoàn thủ. Thế mới biết vừa rồi là Diệp Thần kia là giả. Không biết đạn đại lang cùng Tư Không Kính Minh có bị nguy hiểm hay không. Đối phương người đông thế mạnh, Diệp Thần quyết định tốc chiến tốc thắng. Tay trái khai động, chỉ thấy trong tay hiện cái ngụm hắc chùm. Ở dưới hắn thúc giục, hắc chùm nhanh chóng biến lớn, biến thành một cái bát chụp cự đại
Oanh một tiếng chấn áp, ba cách hải yêu cương giả thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể không cam lòng kêu to, bị bắp phủ dưới chấn ma trung. Trong không gian bao tay diệp thần, đạo đạo đang sông mãnh liệt ra oanh nền chấn ma trung. Chấn ma trung hào quang tỏa sáng, bên trong quỷ vương sinh mệnh tựa hồ kích phát, phát ra trận trận thanh âm gạo rú đánh về hải yêu cương giả. Mặc dù chấn ma trung có quỷ vương sinh mệnh đã có thể một mình thúc dục, nhưng mà có đan dược tăng cường thúc dục hiệu quả tốt hơn. Trong trung thể, ba cái yêu vương cường giả kia một hồi gào thét thảm thiết, dốc sức liều mạng chống cự vị quỷ vương si mị công kích. Nhanh thả ta ra ngoài! Những hải yêu cường giả kia đồng đồng trong chấn ma trung phát vách tường, nhưng trận trận ma âm oanh kích tiến vào lỗ tai bọn hắn lập tức thống khổ gốc thét. Chấn ma trung trọn vẹn cao 5-6 mét, Diệp Thần ngồi trên đỉnh chấn ma trung, tay phải hướng lên lên trên không vài mét, chấn thiên đỉnh càng là không ngừng xoay tròn bao phủ bên trong liệt diễm màu đen. Diệp Thần dưới quan sát hai cái hải yêu cường giả kia sợ tới mức vòng hồn điều bốc. Diệp Thần có hổ trong nháy mắt chấn áp 4 người, chỉ còn lại 2 người bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Nguyên này Diệp Thần nhìn như dễ khi dễ, rõ ràng khủng bố như vậy. Sớm biết như vậy, cho dù cấp bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám động thủ. Hai cái hải yêu cường giả kia đều là thối vũ hải yêu nhất tộc, hai người nhìn nhau đều trong mắt đối phương thấy được sợ hãi, dốc sức liều mạng dãy dụa Diệp Thần tập trung võ người lên hướng bên ngoài chạy như điên. Diệp Thần thế nào để cho án đảo thoát? Hừ một tiếng, tay phải một ngón chấn thiên đỉnh thù thiêu đốt, hồn hỏa màu đen oanh tới đụng trên đường bọn án thu vào chấn thiên đỉnh. Diệp Thần bên này nhẹ nhàng giết chết 6 cái hải yêu cường giả, suốt cuộc đưa tới mọi người xa xa vây xem chú ý. Lúc này bọn án mới chú ý, nhân loại cùng đạn đại lang từ không kính mình đi trùng không đơn giản. Bọn hắn nguyên ai tưởng Diệp Thần chết trong tay 6 cái vô thiệt cảnh hải yêu cường giả, nhưng trong chớp mắt 6 vô thiệt cảnh hải yêu cường giả đều bị Diệp Thần thu nhiếp. Nhóm hải yêu kia nhìn Diệp Thần đều là hai mắt ánh sáng, tựa như nhìn cái tòa bảo khố hoạt động. Nhân loại này quá xa xỉ, toàn thân là bảo, nguyên bộ cửu phẩm tiểu hoa chiến giáp không cần nói, kim sắc đại điện cùng chuông lớn màu đen đều mạnh tới nỗi rối tinh rối mù, nhất định là trí bảo. Hơn nữa bộ dáng trên người hắn khẳng định còn bảo vật khác, bất quá bọn hắn trông mà thèm. Ngược lại có chút tự hiểu, chứng kiến Diệp Thần nhẹ nhàng chấn áp 6 cái vô thủy cảnh cường giả, thực lực cũng là vô cùng cường hoàng, bọn hắn không có cái nào dám lên trước đoạt bảo. Chương 724 có cổ quái. Ở trong viễn cổ mộ phần, linh vọng cảnh cường giả có khả năng phát huy thực lực không quá là vô thủy cảnh, mà Diệp Thần ít có thực lực vô thủy cảnh. Hơn nữa trong tay rất nhiều bảo vật cường hãn, coi như linh vọng cảnh cường giả đi lên cũng chưa chắc đạt được chỗ tốt. Diệp Thần nhìn chấn thiên đỉnh một chút, phát hiện 3 vô thủy cảnh hải yêu cường giả bị chấn thiên đỉnh rèn thành đan. Bên trong chấn ma trung, 3 vô thủy cảnh hải yêu cường giả khác bị quỷ vương suy mị hút khô tu bị, dĩ nhiên hóa thành bột mịn. Ngay bên Diệp Thần chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, bọn cự diễm thiên vương, bắc diêm thiên vương cùng đạm đã đang chiến đấu chú ý tình hình bên Diệp Thần, nội tâm khiếp sợ, chỉ là có chút phân thần. Nghe phốc hai tiếng, hai linh vọng cảnh tam trọng cường giả chết dưới hải thần tam xoa kích của đạm đài lăng. Cự diễm thiên vương cùng bắc diêm thiên vương không khỏi kinh một cách thần hồ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi bọn hắn bị Diệp Thần làm phân thần, nếu không phải là thực lực hơi cường chỉ sợ đã chết. Đạm đài lăng này thật là đáng sợ, nội tâm bọn họ không khỏi động một cái tia thoái ý. Đạm đài lăng, thối vũ hải yêu ta cùng người không ân oán, chuyện hôm nay như vậy thôi, có thể không? Bắc diêm thiên vương chém một cái đạo kiếm khí chống đỡ đạm đài lăng công kích, vừa nói một bên hóa thành một đạo hắc quang thả người nhanh chóng thối lui. Hôm nay tha cho người một mạng, nếu thối vũ hải yêu bộ tộc dám tới đừng trách đạm đài lăng ta vô tình. Đạm đài lăng không có truy kích, bỏ mặc bắc diêm thiên vương ly khai, ánh mắt trăng trẻo mà lạnh lùng nhìn trên cự diễm thiên vương. Lòng cự diễm thiên vương không tự chủ rét lạnh thoáng qua. Lúc này trên người đạm đài lăng y nguyên lộ ra chiến ý trùng thiên, không đầu địch nổi, giống như mũi kiếm để cho nội tâm hắn sinh ra sợ hãi chí mãnh liệt. Bắc diêm thiên vương chạy thoát, nếu hắn không đi hẳn chết không nghi ngờ. Đúng lúc này đồng tử cự diễm thiên vương đột nhiên co rút vài phân, vung tay lên một cỗ lực lượng thần bí hướng đạm đài lăng bao phủ. Đạm đài lăng nhìn chằm chằm qua mắt cự diễm thiên vương, mắt lộ ra một tia mịt mờ. Nàng cảm thấy xung quanh hết thảy bỗng nhiên trở nên hư vô mờ mịt không chân thực, đầu có chút hôn mê giống như muốn ngủ. Đúng lúc này thanh thần hạng niên trên gáy đột nhiên tách một cái đạo ánh sáng màu lam màu ảo, một cái cỗ tươi mát chi khí phun trên đầu đạm đài lăng. Đạm đài lăng nghiêm nghị cả kinh, đôi mắt khôi phục thanh minh, đây là ảo thuật. Nàng chấn động hải thần tao xoa kích trong tay,
Hải thần táo xoá kích tách ra đạo đạo hào quang chói mắt, rực rỡ tươi đẹp, thoáng cái đem cái cỗ lực lượng thần bí kia đánh tán loạn. Chỉ thấy lúc này cự diễm tiên vương hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng đi xa. Đạo đại lang vung lên hải thần táo xoá kích, một cái đạo thất thải thần quang hướng cự diễm tiên vương vọt tới. Phù một tiếng, tiền huyết phi tiên, nhưng mà ánh sáng màu đỏ thế đi không giảm, nhanh chóng biến mất ở vùng biển cuối cùng. Đạo đại lang, thu này về sau nhất định gấp 10 hàn loại. Thanh âm cự diễm thiên vương xa xa truyền, trong chậm thấp lại như cũ mang theo một cái kia quái thanh bén nhọn, có chút cảm giác bổng bệnh mịt mở không chân thật. Nhìn xem cự diễm thiên vương chạy trốn, đạo đại lang không khỏi cau lại lông mày. Thị huyết hại yêu nhất tộc không biết sử dụng ảo thuật, nàng không hề phòng bị lại thiếu chút nữa ăn thiệt thòi. Không biết cự diễm thiên vương thế nào là biết sử dụng ảo thuật, cái này làm cho nàng sinh lòng cảnh giác. Đạo đại lăng thỏ tay vuốt về thành thần hạng liên trên gáy. Nếu không có vòng cổ này, lần này làng chỉ sợ lại nguy hiểm. Đạo đại lăng ngẩng đầu chỉ thấy linh vọng cảnh cương giả cùng tư không kính minh trên đấu kia đang muốn chạy trốn. Lập tức chấn động hải thần tao do kích, một đạo thất sắc thần quang oanh tới. Thị huyết hải yêu nhất tộc linh vọng cảnh cương giả kia hừ không có lệt, lội một tiếng đã bị oanh thành bã vụn. Một cái đám hải yêu vây quanh xem trợn mắt há mồm, nghĩ không tới trận chiến này nhanh như vậy liền là phân thắng bại. Thối vũ hải yêu cùng tị huyết hải yêu hai tộc làm linh vọng cảnh vây công đại đại lăng cùng tư không kính minh chết ba cái, còn hai cái thiên vương chật vật trốn. Sáu vô thủy cảnh cường giả bị một nhân loại nhẹ nhõm chấn áp, kết quả thật sự để người ta khó tin. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn hướng Diệp Thần, đại đại lăng đều đã không giống lúc trước. Kết quả trận chiến này nhanh chóng rơi vào trong tay tộc trưởng thiên vương hải yêu các tộc. Bằng làm hải yêu nhất tộc cũng sẽ vì đạm đoàn đang quật khởi mà làm cho người khác chú mục. Trải qua trận chiến vừa rồi, tư không kính minh cảm xúc kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Ánh mắt nhìn phía đạm đoàn đang không khỏi vui mừng lại tự hào. Bằng làm hải yêu nhất tộc bọn hắn dưới sự dẫn dắt đạm đoàn đang nhất định có thể hiện ra huy hoàng năm đó. Tư không kính minh đối với Diệp Thần cũng lau mắt mà nhìn, không dám khinh thường hắn. Ngay vừa rồi chúng ảo thuật, Diệp Thần đem chấn ma trung cùng chấn thiên đỉnh thu lại. Nhìn đạo đại lăng vọt người tới. Ân. Đạo đại lăng gật đầu, lòng có chút nghi hoặc. Cự diễm thi vương này có chút cổ quái. Diệp Thần cao mày nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá cự diễm thiên vương đã chạy, cũng chỉ có thể nói trước. Trải qua một cái trận chiến, ba người Diệp Thần, đạo đại lăng cùng tư không kính minh ở viễn cổ bãi tham ma tâm bảo lại không có người dám tìm bọn hắn gây phiền phức. Nói giỡn sao? Nếu không có mấy cái thiên vương cấp cường giả liên thủ, muốn tìm đạo đại lang phiền toái là tự tìm đường chết. Một đám hải yêu chứng kiến ba người bọn họ đều là đường vòng đi ra, không dám mạo hiểm. Có thể lực địch hay đại thiên vương, chiến lực đạo đại lang trong hải yêu các tộc cũng được cho là tồn tại cấp đỉnh phong. Ba người ở viễn cổ bãi tha ma chờ đợi mấy ngày không ngừng hấp thu tinh thần chi lực trên tinh thần hạch tâm, thứ bị Diệp Thần lại tiến triển lập tức muốn đột phá. Diệp Thần lấy ra ba miếng vô thủy cảnh hải yêu cường giả luyện hóa thành đan dược kia, đặt bên tay phải, huyền vũ chi khí vận chuyển, dược lực những đan dược này thẩm thấu đến thân thể. Hải yêu cường giả bị luyện hóa thành đan dược theo thứ tự là vô thủy cảnh thập trọng, cửu trọng cùng thất trọng, dược lực vẫn là rất không tệ. Chương 725, cho ta một cái công đạo phần 1. Trong đan điền cửu tinh vận chuyển, dược lực kia không ngừng dung nhập đến bên trong cửu tinh, nương theo mà tới trận trận tinh thần chi lực băng bạc. Thời gian dần qua, Diệp Thần phát hiện cửu tinh trong cơ thể mình sinh ra biến hóa mới. Mỗi một quả đều lớn cỡ nắm tay, trung ương là tinh thần chi lực cấu thành, giống như là tinh hạch đồng dạng, mà bên ngoài thì do các huyệt khí cấu thành, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi điện. Người này tinh thần chi lực cũng có thể như huyền khí tích lũy trong người. Cái thế giới này có lẽ còn có rất nhiều đồ vật mình không thể lý giải. Nói thí dụ như cái tinh thần chi lực rốt cuộc là gì, còn có tinh hồn như là vị nghiêm hải cương giả kia nói là gì. Bên ngoài thiên nguyên tinh là vũ trụ mênh mông, trong vũ trụ kia là đồ vật gì kỳ diệu. Sự thần không khỏi đối với vô tận tinh không sinh ra một loại ước mơ mãnh liệt. Tư tưởng nhân loại có lẽ là không bị chỉ trói buộc ở vùng đất mà nhìn lên tinh không. Chỗ không gian đan điền tựa hồ cũng theo tâm tình Diệp Thần biến hóa nhỏ, bắt đầu biến kỳ diệu, đồng thời hấp thu ba viên đan dược cường hiệu. Thực lực Diệp Thần đi trước bước ra một bước,
đạt tới vô thủy cảnh thất trọng cảnh. Ở đáy biển hơn 10 ngày, Diệp Thần có thể nói thu hoạch tương đối khá, tiến bộ thần tốc. Vô thủy, linh vọng cùng thần hải theo thứ tự là 3 trọng cảnh. Từng cái cảnh giới sở dĩ bị chia làm thập trọng là mỗi cái tăng lên nhất trọng với người thường mà nói thực sự quá khó khăn, có thể nói là khó như lên trời. Mà đối với Diệp Thần đạo đại lăng bệ diệt chúng thiên tài thiên phú chắc tuyệt mà nói, tiểu cảnh giới là phi thường dễ dàng tăng. Huống chi hiện tại có tinh thần hạch tâm, các loại thần vật nghịch thiên tăng thêm càng là không tốn sức. Chỉ có thời điểm trùng kích linh vọng thần hải mới có một ít tính khiêu chiến. Tuy chỉ có vô thì cảnh thất trọng, vốn lấy thực lực bây giờ Diệp Thần đối phó với vô thì cảnh thập trọng cường giả không có vấn đề, nhưng đối phó với linh vọng cảnh cường giả còn có khó khăn. Bởi vì linh vọng cảnh cường giả nắm giữ lực lượng lĩnh vực cương đại, Diệp Thần đối với lĩnh vực lĩnh ngộ còn chỉ là mò tới một cái tia, ngộ tới một điểm. Cửu tinh cơ thể Diệp Thần sinh ra một ít biến hóa nhỏ. Nếu đem cửu tinh thiên thần tu luyện tới đệ nhị trọng, liền có thể tu luyện ra tinh thần lĩnh vực đặc biệt, so với lĩnh vực bình thường còn là cường đại hơn nhiều. Cửu tinh thiên thần quyết đệ nhị trọng pháp quyết, Diệp Thần sớm nằm nòng thuộc, nhưng mà lĩnh ngộ có chút khó khăn, Diệp Thần cũng không nóng lòng gì khác. Trước đem tu vị tăng tới vô tuyệt cảnh thập trọng rồi nói sau. Từ không kính minh cảm giác tu vị Diệp Thần tăng, lòng cũng thất kinh không thôi. Nhìn Đạm Đại Lăng lại nhìn Diệp Thần, hai người kia tuyệt đối là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết. Nhiều lúc trước thời đại thế lực khắp nơi tranh hùng, thiên tài như vậy nếu bị các thế lực khác biết được, nhất định liều lĩnh đem hắn ám sát. May mà hiện tại hồn thú thút triệu hấp dẫn thế lực lớn chú ý. Viễn cổ bãi Tà Ma tự thành không gian cực kỳ quảng đại, cho dù lúc bọn hắn tìm tòi hơn 10 ngày cũng rất nhiều địa phương không có dò tới, nhất là những địa phương sâu kia càng là xâm nhập bọn hắn áp chế càng tuyệt hại, che giấu nguy hiểm cũng nhiều hơn. Thế lực khắp nơi một ít tổn thương, tổn thất một ít cường giả, rất nhiều hải yêu cường giả tạm thời lùi ra ngoài chuẩn bị thăm dò tiếp theo. Chúng ta trở về đi, Đạo Đại Lăng nói. Ở chỗ này nhiều ngày, tại đây cùng ngoại giới ngăn cách, vạn nhất bằng làm hải yêu nhất tộc xảy ra vấn đề, cái kia thì phiền toái. Tốt, Diệp Thần gật đầu, cũng có chút bận tâm tinh điện an nguy. Thân ảnh ba người hướng phương hướng cửa ra vào viễn cổ bãi Tà Ma bay vút. Mới đi ra viễn cổ bãi Tà Ma, mấy cỗ khí tức cường đại lập tức ép tới. Đạo Đại Lăng nắm chặt hải thần tam giao kích, hướng xa xa ngóng chỉ thấy thị huyết hải yêu nhất tộc, hai thiên vương cấp cường giả hướng bên này nhìn qua. Bất quá cự diễm thiên vương ngược lại là không có ở đó. Cự diễm thiên vương trúng một kích của Đạo Đại Lăng, bị thương đoán chừng là chưa khỏe. Hai thiên vương cấp cường giả kia mặt lộ thần sắc cảnh. Bọn hắn từ cự diễm thiên vương biết Đạo Đại Lăng không dễ gây, cho nên cũng không dám có động tác. Bọn hắn muốn cùng cự diễm thiên vương chặn giết Đạo Đại Lăng, nhưng cự diễm thiên vương ở trong viễn cổ mộ phần tìm hiểu qua thực lực Đạo Đại Lăng, bọn hắn đã từ bỏ ý nghĩ. Hào khí có chút khẩn trương, hai thị huyết hải yêu cường giả thiên vương kia lùi vài dặm. Diệp Thần cho rằng muốn khai chiến chứng kiến hai vị thị huyết hải yêu nhất tộc thiên vương kia lùi bước, cười nhạt một tiếng. Hai người này ngược lại có chút tự hiểu lấy mình, biết rõ bọn hắn không phải đối thủ của Đạm Đại Lăng. Bằng làm hải yêu nhất tộc cùng thị huyết hải yêu nhất tộc tùy kết thù hận, nhưng mà Đạm Đại Lăng cũng không muốn hiện tại cùng với thị huyết hải yêu nhất tộc khai chiến. Hiện tại bằng làm hải yêu nhất tộc còn chưa đủ cường đại, nhưng nàng có tự tin qua không bao lâu nữa bằng làm hải yêu nhất tộc chậm rãi cường đại lên. Ba người ở dưới thị huyết hải yêu nhất tộc thiên vương kia nhìn soi mói bình tĩnh rời đi, hướng phương hướng cung điện bằng làm hải yêu nhất tộc bay vút. Từ không kính mình đem đồ vật ba người đạt được phần chia qua, theo như ước định Diệp Thần phần tới một nửa, kế tiếp một nửa xương cùng linh mị, hai cái tấm thiên minh hải xạ lân giáp, ba khối viêm ngư kết tinh đều có thể luyện thành địa phẩm thiên phẩm linh bảo, thậm chí là chí bảo thập phần hiếu quý trọng. Còn có một chút đồ vật Diệp Thần không dùng được, chỉ có hải yêu có thể dùng, tự nhiên là cho Đạm Đại Lăng. Diệp Thần thu hoạch lớn nhất đương nhiên là khối tinh thần hạch tâm kia, còn có mấy cái tài liệu tùy tạm thời không dùng được, ngay cả địch cùng cũng không cách nào luyện chế, nhưng mà để đấy một ngày cho hắn là có thể dùng đến. Thời điểm bảo đáng chơi đồ vật, Đạm Đại Lăng ngừng nhìn phương xa giống như cảm ứng được cái gì. Một lát sau nói với Diệp Thần nói, tình điện người giống như gặp phiền toái. Nàng nhận được Trần Ngạn truyền tin tức, trước kia Trần Ngạn dùng hải yêu nhất tộc bí pháp truyền lại tin cho nàng, nhưng mà khi đó bọn hắn ở viễn cổ mộ phần cùng ngoại giới ngăn cách, thẳng tới khi nàng ra mới là tiếp thu được. Nghe Đạm Đại Lăng, lòng Diệp Thần rung mình, hiện tại thực lực tinh điện đã có chút cường hoành, có thêm Trần Ngạn nghĩ chỉ có thương lán nhất mạch cùng chấp pháp điện có thể tìm tinh điện gây phiền toái.
Chương 726, cho ta một cái công đạo phần 2. Chấp pháp điện đang bể bộn, triệu tập thế lực khắp nơi, có lẽ không có tạm thời rảnh. Chẳng lẽ là Thương Lan Nhất Mạch rốt cuộc tìm tới tinh điện phiền toái? Nghĩ tới đây, Diệp Thần rốt cuộc ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên nói: Đạm Đài, ta đi cùng ngươi. Nhưng mà Đạm Đài Lang không chờ Diệp Thần mở miệng, vươn người đứng dậy nói. Diệp Thần gật đầu, hắn vào Đạm Đài Lang lời đó cũng xác thật, không cần khách sáo. Thân ảnh hai người như điện, nhanh chóng hướng mặt biển kích bắn đi. Liên Vân Sơn, từng tòa hùng thành sừng sững đứng phía trên hùng thành kia, đạo đạo kiếm hạ sống động, đó là Diệp Thần trước kia bố trí. Vạn kiếm kiếm chuyện đèn tòa thành trì tinh điện bảo hộ. Ở trên bầu trời cao, mấy thân ảnh đang hướng phía dưới quan sát. Đầu lĩnh là một lão giả cơ bắp, hắn giữ một đám râu dài, mặc trường bào màu lam, đầu đội kim quan, áo bào trong gió bay phất phới, có vài tiền phòng đạo cốt, một cái tia lực lượng lĩnh vực trên người hắn lưu chuyển. Người này đúng là một cái linh vọng cảnh cao thủ. Phía sau hắn có 6 người ngạo nghễ đứng. Những người này là vô thi cảnh, một người trong đó là tông chủ trước kia đại chiến bị thương. Nhiều cường giả như vậy cục nhau hạc lầm, khi thế kinh khủng phô thiên cách địa, giống như đại sơn trùng trùng điệp điệp xuống, để cho đệ tử tinh điện nội tâm nhiều thêm ngưng trọng. Trong mắt tông chủ mang theo một tia oán độc, đảo qua mấy cái tòa thành trì tinh điện còn có Diệp ra sơn cốc, nhưng không cảm giác khí tức Diệp Thần. Hẳn là tiểu tử kia biết chúng ta tới, trước đó muốn trốn. Nội tâm tông chủ hừ một tiếng: Hòa thượng chạy được, nhưng chùa còn đó. Nếu như người không hiện thân, chúng ta đem nơi này tàn sát sạch. Ngay cả tông chủ chúng đều không có đến, không tin người có thể. Ngay cả tông chủ chúng ta đều đã đến, không tin người có thể đùa nghịch ra hoa chiêu. Ta là Thường Làn Nhất Mạch tông chủ tông bang, bảo tinh điện điện chủ các người ra gặp mặt. Lão giả gầy gò đầu lĩnh tên là Tông Bàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh hòa hoãn, nhưng trên người phát ra khí tức thập phần cường thế, để cho đám đệ tử tinh điện ngay cả hô hấp cảm thấy khó khăn. Tinh điện điện chủ không có ở đây, nếu Thường Làn tông chủ có lời, thông thiên ta có thể thay truyền đạt. Bên trong Liên Vân Sơn, một thanh âm hùng hồn truyền tới. Tuy thông thiên sư vương đạt tới vô thi cảnh, trong khoảng thời gian ngắn trấn thủ tinh điện thực lực cũng tăng nhanh, nhưng trước mặt Thường Làn tông chủ linh vọng cảnh cường giả, khí thế không khỏi nhược điểm vài phần. Tông bảng ta ẩn núi hơn 10 năm, không nghĩ tới sự việc biến hóa lớn như thế. Thông thiên sư vương năm đó tung hoành thế nào lại cũng là thuần phục dưới người khác sao? Tông bảng vuốt râu dài cười nhạt một tiếng, không biết tinh điện điện chủ này tuột cùng có mệnh lực gì có thể làm cho thông thiên sư vương cũng cam tâm tình nguyện quy thuận. Sư vương tuổi thọ kéo dài, niên kỷ của tông bảng bất quá chỉ có hơn 170 tuổi, nhưng hắn tự ngạo tu vị so với thông thiên cao hơn. Đang kia nói chuyện có vài phần ý tứ, trưởng lão đem thông thiên sư vương đem thành tiểu bối, nhân sinh gặp gỡ lại có ai có thể nói rõ ràng. Năm đó tông bảng huynh là Thương Lan Nhất Mạch mấy ngàn năm tuyệt thế thiên tài, hôm nay càng là Thương Lan Nhất Mạch mấy ngàn năm qua người duy nhất đột phá linh vọng cảnh cao thủ. Thương Lan Nhất Mạch ở dưới sự dẫn dắt tông bảng huynh thật là vui sướng và quang vinh. Thông thiên sư vương cũng không ảo não, bình tĩnh nói: Quá khen, tông mỗi chỉ là may mắn thông thiên sư vương đã ở đây, ta có lời nói thẳng. Thương Lan Nhất Mạch ta có không ít cao thủ chết trong tay tinh điện điện chủ các ngươi, hôm nay tông mỗ tới chính là muốn lấy thuyết pháp. Hẳn tinh điện điện chủ không chịu ra tương kiến sao? Tông bảng lăng không đứng, quần áo phần phật, hiện nhìn rõ tông chủ phong phạm, trong giọng mang theo cái tia bá đạo. Thương Lan Nhất Mạch liên tục nhiều cao thủ bị giết như vậy, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Đoạn thời gian trước bọn hắn bị hồn thú triền trụ, dàn xếp tốt Thương Lan Nhất Mạch đệ tử xong, tông bảng liền mang thủ hạ cường giả cục nhau chạy tới, muốn cho tinh điện trả một cái giá lớn. Tình điện điện chủ mới mấy ngày trước tiến vào Bắc Hải, cùng Bắc Hải tri vương Đạm Đài Lang thương nghị sự, hiện tại chưa trở lại, tông bảng huynh có thể chờ thêm mấy ngày không? Thông thiên sư vương bất động thanh sắc, tông bảng nghe rõ đến là hưng phấn vấn tội. Hiện tại hắn có thể kéo dài thời gian vừa vặn, và Bắc Hải cường giả ở chỗ này hy vọng có thể tạm thời chấn nhiếp tông bảng. Bắc Hải tri vương Đạm Đài Lang, lông mày tông bảng không thể phát giác hơi nhíu một thoáng. Hắn tuy là một cái linh vọng cảnh cường giả, ngày gần đây cũng đột phá rất lớn, nhưng nếu chống lại Đạo Đại Lăng vẫn là không có tin tưởng. Tại Đông Đại Lục, Đạo Đại Lăng tuyệt đối cường giả xếp hạng top 5. Hải Vương bệ hạ lệnh ta ở đây thủ hộ tinh điện. Lúc này Trần Ngạn lăng không tay cầm cá xiên cực lớn cùng bọn tông bảng giằng co. Tông bảng tâm tư thay đổi thật nhanh, không biết Bắc Hải tri vương Đạo Đại Lăng cùng tinh điện điện chủ này quan hệ thế nào, đến cùng là vì tinh điện xuất đầu hay không. Hắn dẫn theo nhiều người như vậy tới, nếu như vậy tay không mà về còn mặt mũi nào tồn tại? Thông thiên sư vương,
ta kính ngươi là nhân vật người đã chuyển ta tên tuổi Bắc Hải Chi Vương đến, cho rằng có thể dọa lui Thương Lan Nhất Bạch ta sao? Tông Bảng sụ mặt xuống cái nói, hôm nay vô luận thế nào Tình Điện người cũng phải trả cho ta một cái công đạo. Không biết Tông Bảng huynh muốn Tình Điện ta trả ngươi cái công đạo dạng gì? Nếu Thương Lan Nhất Mạch không xâm chiến Tinh Điện ta, lấn trên đầu Tinh Điện ta, Tinh Điện điện chủ ta thế nào phẫn nộ sát người Tông Nguyên? Thông Thiên Sư Vương lạnh lùng phản bác, lòng hắn âm thầm tự đánh giá, thế nhưng là đối phó với Tông Bảng tiến sát. Ý ngươi là người chúng ta trước đánh tận cửa sai lở Thương Lan Nhất Mạch? Tông Bảng giận dỗi, khí tức linh vọng cảnh cường giả áp bách xuống. Cái kia Tông Thừa Thiên Chi Tử, Tinh Điện điện chủ lại giải thích thế nào? Nếu không có Tông Thừa Thiên bị giết, Tông Nguyên há có thể đến Tình Điện các ngươi? Lòng Thông Thiên Sư Vương có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết dùng Tông Bảng một linh vọng cảnh cường giả hoàn toàn không cần theo chân bọn họ nói nhiều như vậy, có thể trực tiếp tiêu diệt Tinh Điện, vì cái gì ngược lại nói nhảm như vậy?